chế độ nào cũng vậy, đất nước nào cũng vậy. Một khi làm không đạt hiệu quả yêu cầu, mà anh ăn lương mình không làm đúng cái mực lương của anh, ví dụ vậy đi, tư bán vậy thôi, anh làm muộn 5 phút đâu đuổi à, ngành nào cũng vậy thôi, đất nước nào cũng thế thôi. Bạn Lê Chí Thành thì mình nghĩ là chắc là bạn cũng có bị sa thải là vì cái lý do là rõ ràng. Nói cái câu sa thải hơi nhẹ, bị tước quân tịch. Đúng rồi. Thì mình nghĩ một con người có đạo đức ý, một khi mình bị sa thải thì mình không có công an thì mình về mình làm ngành khác. Đất nước Việt Nam thì nhiều ngành mà làm tự do mà. Có thể là Lê Chí Thành về buôn bán, làm đại lý hoặc làm ngành nghề làm trang trại, mình làm cái gì trên nước Việt Nam mình đâu phải cứ làm công an mà sống đâu. Anh làm công an thì anh về thì anh không phải ăn lương thôi, chứ anh về anh vẫn là công dân tự do, không có tù tội gì cả. Có phải không? Vẫn làm công dân tự do mà. Vẫn là công dân của đất nước Việt Nam bình đẳng với mọi người thì anh về anh làm ăn đi. Đây anh lên mạng rồi anh đi live stream thì về nhà không ở cứ đi ở lang thang ấy rồi. Rồi là lúc nào cũng kêu không có tiền thì lúc nào cũng kêu là tôi đi thưa kiện. Rồi rồi lập tài khoản để lấy tiền nước ngoài. Đúng rồi. Rồi là cái ý bạn làm mà không phải là bạn đi đòi công lý cho bạn, đòi công lý vu vơ cho những người nào là thích thì bạn làm. Đấy, kiểu đi làm bao đồng vậy, làm để đi làm vẽ mặt chính quyền. Đó, cái hành vi của Lê Chí Thành này. Anh chú Phan, tôi sẽ trao đổi anh bạn một cái vấn đề đó là khi mà cậu ấy bị vi phạm kỷ luật ở trong ngành công an, bị tước quân tịch, đuổi ra khỏi ngành công an. Như thế ví dụ bạn tỉnh táo ra, bạn chỉ nhìn nhận được cái vấn đề à mình bị mắc khuyết điểm như thế này hay khác. Nhưng thực tế là trước khi tước quân tịch, bạn đã được coi như là ở bên văn phòng hai bộ công an ở số đường chạy gọi lên để mà ví dụ nó là một vấn đề phân tích phản trái nọ kia, nhưng mà bạn chịu, bạn cố tình thì bắt buộc là nó không là phải tước quân tịch, đuổi ra khỏi ngành công an thôi. Nhưng cái vấn đề bạn không nhận nhận vấn đề khi mà ra ngoài ấy, thì là bạn ấy thành lập một cái kênh YouTuber, bạn ấy đi, bạn ấy livestream, rồi là bạn ấy chỗ đấy không gọi các vấn đề ABCDGZ mà bạn đúng rồi đi ăn vạ. Vấn đề ở đây là bạn không tỉnh táo. Mình bây giờ gọi là thẳng lên thì nó ít tuổi hơn mình, không tỉnh táo ở chỗ là bị cái bọn ấy mà dân chủ của nó thấy một cái thằng công an bất mãn như thế thì nó lại bơm thổi ấy cả, nó thổi đít, nhưng mình không có cái đầu lạnh thì lập tức mình lại trở thành một miếng mồi ngon cho cái bọn mà chúng phá lại đất nước và chúng phá lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên là cái thằng này nó ngáo, nhiều khi nó bảo bọn kia nó bơm bảo, bây giờ coi như Lê Chí Thành là người coi như là anh hùng đấu tranh giải phóng dân tộc, anh hùng đấu tranh chống tiêu cực thế này các, mà con người ta không tỉnh táo thì trở thành áo. Bạn cứ tưởng là bây giờ mình là một người rất là quan trọng đối với lại đất nước Việt Nam, đối với lại con người Việt Nam, đối với nhân dân Việt Nam và được nhiều người ủng hộ, anh hiểu không? Mà đã như thế thì nếu mà anh không có cái đầu óc tỉnh táo thì anh bị ngáo. Mà em khi mà thằng này nó bị đuổi ra khỏi ngành công an, không có tỉnh tuổi ra khỏi ngành công an mà nó đi ra xin các thứ, và em vào những cái trang của nó em thấy được bọn mà dân chủ quậy tông hộ, em bảo cái thằng này mà không tỉnh táo chắc chắn sẽ bị bạn mà y như rằng anh hiểu không? Thì tôi nói các bạn này, hiện nay bắt vì tội chống người thi hành công vụ thôi, nhưng mà khi bắt vào thì nó sẽ nhiều cái tội khác, anh hiểu không? Sẽ nhiều tội khác sẽ nó sẽ khai ra và nói chung là mình sẽ bị ấy. Cho nên là tôi nói các bạn này, bây giờ ví dụ như ngay bản thân anh em mình chơi Facebook, tôi thật với anh ấy, mình nghiện thì có đấy, tất cả các bạn công nhận không? Ví dụ bây giờ nghiện ở cái tình trạng như này, các bạn cứ cầm điện thoại lên các bạn lướt Facebook xem tình hình nào, nhưng các bạn phải giữ cái đầu tỉnh táo là các bạn đừng để não, đúng không? Cái Facebook nó cũng là chỉ một cái mạng truyền thông ấy thôi, nhưng mà nhiều khi các bạn thấy được nhiều người tung hô quá, một nhiều người yêu mến quá như thế này đang, mà các bạn không tỉnh táo thì các bạn sẽ trở thành một người gọi là não về chính trị. Tôi thật ngay cái bản thân tôi, nhiều khi tôi phải đứng xa nhìn lại mình, đúng không? Vì thực tế sau cuối cùng mình nghĩ mình lên trên này, thứ nhất là mình thấy bọn ba que chúng nó xuyên tạc quá, thì mình dùng một chút kiến thức nhỏ nhoi của mình phản biện lại với chúng nó để cho ví dụ nhân dân hiểu một chút là hai chút đấy. Thứ hai là để cho cuộc sống mình nó thêm phong phú một tí xíu nữa, thế thôi. Chứ còn bây giờ ví dụ mình nghĩ là mình là người lên trên này, mình là người quan trọng về như thế này thế khác thì trở thành áo. Như thằng Lê Sĩ Thành, tôi nói với tất cả bạn, khi được mọi người tung hô, được bọn mà ba que ba cả, bọn dân chủ quậy tung hô thì nó lại trở thành một thằng áo. Bây giờ thực tế là
Đầu tiên thì tôi nói các bạn là đầu tiên thì nó là một thằng tố tôi nó vào ngành công an đúng không? Nhưng vào ngành công an thì nó nghĩ rằng à mình phải như thế này A B C D G Z thì bắt đầu con nó mới có một nhận thức không đúng, nó vi phạm cái gọi là điều lệnh của bên ngành công an. Cái chuyện này vi phạm thì bất kỳ anh Phu An nói bất kỳ ở cái ngành nghề nào thế, bên quân đội, bên công an hoặc là mà cán bộ công nhân viên chức đều bị đuổi ra khỏi cõi, đúng không? Người ta không phù hợp, người ta thấy là vi phạm kỷ luật, người ta đuổi ra. Thằng Lê Chí Thành là một trưởng như thế. Rồi, em chào anh. Nói chung là theo mình nghĩ là chế độ nào cũng vậy đi, ví dụ chế độ Việt Nam Hòa có một số tướng lĩnh người ta không hợp với cái hoặc là ta không có làm đúng năng lực người ta thì chế độ người ta cho nghỉ, người ta mới chấp nhận, người thì đi lưu vong, người thì về nhà rồi sống cuộc sống đảm bảo gia đình người ta thì chế độ nào cũng vậy. Học các ngành công an thôi, đến lúc ông làm đến lúc 50-60 ông cũng phải về hưu, ông là ông tướng nhưng mà cũng phải về hưu. Thì bạn Lê Chí Thành cũng không nằm ngoài cái vòng xoay của cuộc đời, tức là bạn không biết công an cỡ đó rồi không may mà bạn không có năng lực hoặc lý do là bạn cho về, mình vẫn là công dân tốt, mình cống hiến xã hội lĩnh vực khác thôi, có phải không? Có phải mình vẫn công dân tốt thì mình cống hiến xã hội bằng lĩnh vực khác chứ? Khi bị tước quân tịch ra khỏi ngành công an thì mình phải nhiều khi mình phải đứng xa mình nhìn lại mình, ai đúng rồi, sao mình như thế? Ông đừng có nghĩ rằng mình là đúng hết, không có con người ta thì có hai mặt vấn đề, mình phải nhìn nhận à mình sai ở chỗ nào. Tất nhiên là mình nhiều khi mình nhận xét mình cũng ok, cũng tốt đúng không, nhưng mình sai ở điểm nào và mình vi phạm vào những cái điểm nào đúng không? Cho nên là khi mà ra chẳng hạn là được bọn mà ba que ba cẳng cái bọn dâm chủ quậy nó thổ nhít, tôi nói với tất cả anh bây giờ mới đơn giản như anh Trung Phan hoặc tôi chẳng hạn, bây giờ quay trở lại chống lại Đảng Cộng sản Việt Nam nói xấu chế độ này, bắt đầu vi phạm nó kia chính rồi. Tức tắc bọn ba que sẽ nhảy vào cái trang này mà nó thối rồi, anh Trung Phan giỏi quá, anh bằng coi như giỏi quá, anh bằng là người đứng lên để mà đại diện cho nhân dân để chống lại các kia, hoặc là cái bọn mà tôi nói anh nhé, cái bọn mà không ưa gì đất nước Việt Nam, ví dụ như các đại sứ quán ở một số nước Mỹ và phương Tây ở Việt Nam này có khả năng nó sẽ liên hệ với anh. Tôi một lát nữa tôi sẽ nói về vấn đề đó, thì nghĩ rằng là mình là người quan trọng lắm, hiểu không? Các thứ thì nói chung là cuối cùng tôi nói thật với các bạn, thiệt thì thiệt cho mình luôn, đúng không? Bất kỳ một cái đất nước nào vi phạm pháp luật đó, một đất đó dù ông là ông trời thì cũng vi phạm pháp luật, đều bị coi như là chế độ nào không vậy? Chế độ tư bản, chế độ chế nào không vậy? Mình nói ví dụ như mình sống ở bên cống hiến, ví dụ bằng nguyên ngày xưa ở ngành hàng hải, nhưng mà ngành hàng hải nó không thức thời thì bằng nguyên là về mình là cống hiến lĩnh vực khác, mình nuôi thân, mình lo cho vợ con. Lê Chí Thành vậy thôi, mình trong ngành công an thì mình ăn lương thôi, cũng là công nhân viên chức, khi mình về mình không phải tù tội gì cả, có phải cũng lắm cho mình ra ngoài thì mình đã làm việc khác đóng góp xã hội thôi. Mình phải là con người con tốt của gia đình phải không? Người cha tốt, người chồng tốt của gia đình, bất kỳ vào môi trường nào anh đúng rồi, đúng cái kỷ cương kỷ luật của môi trường đấy. Ví dụ như tôi nói là anh vừa, tôi là dưới dân hải, trước khi chúng đi tôi tàu ở đúng trên rồi. Tàu mà chúng tôi chỉ có 20 mấy người thôi, chúng tôi đúng là rồi. Cả tàu đi ra nước ngoài tự chúng tôi phải tiếp xúc, rồi chúng tôi phải giao dịch về hàng hóa về nọ kia, chúng tôi làm việc độc lập. Mà chúng tôi ví dụ như là các ngành khác người ta phải đi ca 48 đấy, máy ngày lái hoặc cái thứ người ta phải đi ca thì anh phải thực hiện đúng các thứ như thế đúng không? Thì là bây giờ ví dụ là anh mà anh bỏ ca chẳng hạn thì ai thay ca anh ở trên bờ, còn có người an người lên để chào em đi sang Nguyễn là nó cũng như thế. Cho nên là bất kỳ một ngày nào người ta có phải có cái kỷ luật đến ngày người ta đúng không? Ví dụ anh Lê Chí Thành vào trong ngành công an thì có những điều lệnh điều lệ và có những lời thề của lực lượng vũ trang đúng không? Mà ông không thực hiện đúng như thế thì nói chung bị đuổi ra, bị coi như tước quân tịch. Mà em nói thật anh, ví dụ mình xin nghỉ như thế nào thì nó còn đỡ, tước quân tịch thì đó là một điều rất nhục nhã. Em nói anh cái thằng này là nó tạm trú, tức là tạm trú ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà nó đăng ký hộ khẩu ở huyện Hàm Tân, tỉnh Quảng Nam. Nhà nó đấy mà, nhà nó đấy. Nhưng mà hộ, nhưng mà nhà Hàm Tân còn là một Vĩnh Phú. Đó. Vâng. Thì cho mình nói nữa, ý mình tức là cái bạn Thành này bán mắc cái bệnh là không có đạo đức. Mình ví dụ như trong ngành công an ấy, trong ngành công an thì người ta chỉ không cho làm trong ngành thôi, mình ra vẫn là công nhân bình thường, có tù tội đâu, có cái lý lịch gì xấu đâu. Thế mình về mình đi kinh doanh, mình làm nhiều cái thì mình để thể hiện mình là người công nhân tốt ở đất nước, người con tốt của gia đình, người anh, người chồng, người cha, người chú tốt của dòng họ. Mình làm nuôi thân, mình lo dòng họ chứ. Mình chứ đâu phải cứ vào ngành công an sống được phải không? Mình bao nhiêu người thì không ngành công an thì người ta chết à? Cho dù mất mất mình mất mãn một chút, hoặc là cho dù mình có bị ép sai một chút,
nhưng mình phải hy sinh cả cho đất nước, hy sinh cả cho dòng tộc gia đình mình, có phải không? Nhưng vấn đề này như vậy chứ mình phải cố gắng thì rèn luyện người công dân tốt chứ. Cái vấn đề không phải là cuộc sống, anh hiểu không? Bây giờ đúng rồi. Không phải cuộc sống, không ở ngành công an thì anh ra ngoài, anh cũng đúng rồi, để kinh doanh, đúng rồi. Làm ở Việt Nam bây giờ, cái vấn đề là tư tưởng, đúng rồi. Vấn đề cái đạo đức đây, tư tưởng cái đạo đức của bạn không tốt. Mình ra ngoài nhiều khi mình kinh doanh, mình làm đại gia sao, mình làm một doanh nhân thì sao, biết đâu được, phải không? Cái gì? Bắt là chỉ sớm muộn thôi, thì mình nghĩ như vậy. Chứ còn là không có sao sai đâu. Bây giờ đi bỏ nhà lang thang này, đi theo ba kẻ nọ kia, đi live stream, xin tiền sống hàng ngày, vậy làm sao mà con người nên cười. Vừa rồi có các bạn bảo là vào ngành công an lý lịch trong sạch nọ kia, thì thực tế là trước kia thì nói chung cái thời chúng tôi thì nói chung vào những cái ngành công an quân đội hoặc ngay cái vào ngành hàng hải như tôi nhé, tôi nói các bạn phải xét ba đời mới được dự thi vào trường đại học hàng hải ngày xưa, đúng không? Cho đúng nên rồi. Là mình không nói là gia đình mình là trong sạch ba đời các thứ là không thế này thế khác, nhưng bây giờ nói chung là cái chuyện lý lịch các thứ nó thực tế ra là nó cũng không quan trọng lắm, mà nhất ví dụ riêng ngành công an thì nói chung là người ta vẫn còn cái coi trọng vấn đề cái lịch, thì đó là cái chuyện mà gọi là cái đặc thù của cái ngành thôi, anh hiểu không? Nhưng chủ yếu đúng là rồi. Cái tư tưởng đấy, cho nên là nhiều người cứ bảo bố tôi có như là 50 năm 40 năm tuổi đảng hay 30 năm tuổi đảng, tôi nói với các bạn nhé, đời ra như thế nhưng đời con bố sạch là cái chuyện bình thường hiện nay, đúng không? Chứ bây giờ cũng cứ có tư tưởng là gia đình bố như thế mà tôi đúng rồi, công thần đúng rồi, công thần là gia đình tôi đã cống hiến cho cách mạng với hy sinh với ABCDGZ rồi, cuối cùng mẹ chủ yếu là vấn đề tôi này đấy, tôi phải tiếp thu được những cái tinh hoa, những cái truyền thống của gia đình tôi như thế nào, đúng không? Chứ không phải là gia đình tôi như thế để rồi cuối cùng là tôi làm tầm bậy tầm bạ như này khác. Càng những người như thế, tôi nói thật, tôi mà ví dụ là người mà soạn thảo ra pháp luật, những người đấy phải kỷ luật và phải coi như là phải nặng hơn những cái người bình thường khác. Rồi xin mời anh. Chứ mình thấy bạn Lê Chí Thành là bạn ấy có tư tưởng là chống đối, bạn không yêu nước, không yêu quê hương, không yêu chính bản thân bạn. Có ai mà một người công an thì bây giờ mình nhìn một năm nhiều người công an ra ngành với mình bạn ấy, có điều tôi không muốn đánh trách chứ nhiều chứ. Một năm ngày công an có cả trăm người bị ra ngoài khỏi ngành chứ đâu có mình bạn ấy. Nhưng bạn về bạn đi thuê nhà trọ lên mạng, bạn nhờ cộng đồng mạng đi thuê nhà trọ cho bạn ấy. Đi ăn mày thì cộng đồng mạng ấy rồi là đi lang thang live stream làm trò hề. Bây giờ là đất nước thì phải có luật pháp chứ. Thằng ấy bị công an quận 12 quận thành gọi là thành phố Thủ Đức đúng không? Bắt 14 giờ hôm nay, tối qua thì nó còn live stream ở cái là bây giờ ví dụ như những cái người mà ví dụ người ta biết à cái thằng này coi như là hay lên mạng coi như là bố láo bố tét chửi chính quyền như này khác, người ta không cho thuê nhà nữa. Mà đi đến đâu thuê nhà thì người ta biết mặt nó là Lê Chí Thành là người ta không cho thuê nhà, đúng không? Đúng rồi. Không thuê nhà có người bảo là người ta coi như quyền tại cộng sản đó. Thì thực tế thì người dân thì nói chung là người ta cho thuê nhà người ta lấy tiền thôi, đúng không? Nhưng mà ở đây mà nó bây giờ nó từ một số bắt đầu nó quy kết cho cả một chính quyền với những gì thế này đó, thì chắc chắn trước sau cái con đường nó lại về nơi chúng ta cũ. Nhưng mà như thế là như là trước kia nó là quản giáo nhưng bây giờ thì nó lại là phạm luật, đúng không? Đó. Không, mình thì mình nghĩ là đất nước ta là pháp luật luôn luôn giáo dục. Khi bạn Nguyễn Chí Thành, Lê Chí Thành về, người ta đã nghiên cứu kỹ rồi, người ta giáo dục nhiều rồi, người ta cũng không được, ta mới cho hành ngành. Kể bây giờ kể anh Lê Thành bắt, nhưng mà Lê Thành ăn năn hối lỗi thì chắc là người ta chỉ cho tại ngoại thôi. Không mức độ nào, nếu với điều kiện anh phải có tư tưởng tốt, với điều kiện anh phải yêu nước. Em nói nhá, anh đừng có nói cái chuyện người ta đã giáo dục, người ta kêu lên, em nghĩ rằng rất nhiều lần rồi mà không được rồi. Đúng mà rồi. Bây giờ vi phạm nữa thì người ta bắt đi, nay nó có sự phê duyệt của Viện Kiểm sát Nhân dân mà, chứ tôi đúng rồi. Đâu phải chuyện đùa đâu. Đúng rồi. Thì qua đây mình thấy là các bạn Lê Chí Thành này về mặt đạo đức là cộng đồng mạng nó không chấp nhận được. Tôi thì tôi không chấp nhận được, tôi không chấp nhận được, bởi vì một người công dân mình cống hiến cho xã hội, không cống hiến lĩnh vực này thì mình cống hiến lĩnh vực kia. Mình thiếu thì đến việc cống hiến, có phải là mình cứ phải làm công an cống hiến được cho xã hội đâu. Vậy bao nhiêu người không ngành công an thì ta làm gì ta sống, phải không?
Ta làm gì, ta sống, ta làm gì, tới ta vươn lên, ta xây dựng, trước hết là xây dựng gia đình, sau chứ xây dựng xã hội chứ. Phải biết kiềm chế chứ. Làm sao có chuyện làm cái chuyện bẩn bậy tập bạ như vậy được, đến mức độ mà đi là đi thuê nhà trọ, nhà cộng đồng động mạng thuê dù mà trong cái thành phố Hồ Chí Minh có thuê đến triệu nhà trọ cũng có ấy. Có 100.000 người cũng ở có, nhưng mình bạn mà không có chỗ ở đâu. Nếu mà bạn tốt kể cả bạn đi ở nhà còn được. Cái gì có cái chuyện đi thuê nhà mà. Là một người nhục nhã bây giờ đi thuê nhà trọ mà nhờ cộng đồng mạng thuê dùm, rồi anh Phú lên chúc đi, anh Phú rồi anh Phú ok lên chúc rồi chào bà Nguyên nhé.